Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Con đường tơ lụa mới kết liễu sự nghiệp chính trị của Tập Cận Bình. Có lẽ vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2019, khi hứa hẹn trước cộng đồng quốc tế về những dự án xanh hoàn toàn khả thi về mặt tài chính, sẽ không có tham nhũng trong sáng kiến một vành đai một con đường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không lường trước được rằng một con virus nhỏ xuất hiện tại Vũ Hán mà Bắc Kinh thoạt đầu muốn che giấu nhưng đã hoàn toàn bất lực lại có thể hủy hoại đại dự án do ông khởi xướng một cách tàn nhẫn đến như vậy. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến cho các dự án xây dựng với giá trị hàng trăm triệu đô la của cái gọi là con đường tơ lụa mới của Trung Quốc đã bị dừng lại. Nhiều nước tham gia đề án đang phải vật lộn để trả các khoản vay của Bắc Kinh, thậm chí đứng trước những nguy cơ không có khả năng trả nợ, còn bản thân kinh tế Trung Quốc thì đối mặt với suy thoái trầm trọng. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc tại diễn đàn Một vành đai một con đường tại Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán tràn qua khắp các nước ra trên thế giới, nhiều công trình xây dựng thuộc sáng kiến vành đai và con đường đã bị đình chỉ. Một số đã bị hủy bỏ hẳn. Một số khác mà lợi ích thực thụ đã bị nghi ngờ ngay từ trước khi có dịch, giờ đây đã bị coi là cồng kềnh, tốn kém mà lại vô ích. Nhiều khoản vay đáo hạn sắp lâm vào tình trạng không khả năng thanh toán và các nước con nợ đã bị viêm phổi Vũ Hán đánh quỵ, đang tìm cách khất nợ đến hạn. Và khi biên giới quốc gia cũng bị đóng lại do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, chính phủ các nước bắt đầu đóng cửa các ngành kinh tế không thực sự cần thiết và yêu cầu người dân ở nhà, khiến nhiều dự án lớn của vành đai và con đường bị đóng băng. Những hạn chế về tiếp tục lao động, nhân công, nguồn cung thiết bị, hàng hóa từ Trung Quốc được xem là những tác nhân chính đã khiến một loạt các dự án vành đai và con đường phải dừng lại hoặc giãn tiến độ tại Pakistan, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Malaysia và nhiều nước khác. Rõ ràng trong bối cảnh viêm phổi Vũ Hán chủng mới đang hoành hành khắp nơi, không phân biệt nước giàu, nước nghèo, nước dân chủ, nước độc tài, thì việc bảo vệ sức khỏe người dân được ưu tiên lên cao hơn so với việc tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng. Vào cuối năm ngoái, khi viêm phổi Vũ Hán khởi phát tại một thành phố của Trung Quốc, việc Trung Quốc đưa ra một lượng lớn công nhân trong nước sang làm việc tại các dự án vành đai và con đường cũng bắt đầu gây ra căng thẳng cho nhiều nước. Dù Trung Quốc luôn tuyên truyền đã đạt được những thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này. Vào tháng 2 vừa qua, Ai Cập đã rời lại vô thời hạn công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở Hamarai do Trung Quốc tài trợ. Đây là hình ảnh lãnh đạo các nước dự án trên diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường lần thứ 2 tháng 4 năm 2019. Và qua tháng 3 thì đến lượt Bangladesh đã hủy bỏ kế hoạch xây một nhà máy điện than ở Kalansia. Đến tháng 4 thì Pakistan yêu cầu Trung Quốc nới lỏng thời hạn trả 30 tỷ đô la cho các dự án về năng lượng. Cùng với điều đó là nhiều quyết định hủy bỏ dự án được các quốc gia đưa ra kèm theo những lời đả kích Trung Quốc cho vay. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Tanzania John Magufuli đã tuyên bố sẽ hủy bỏ một đề án xây dựng hải cảng trị giá tới 10 tỷ đô la ở Bagamoyo với lý do là người tiền nhiệm của ông đã ký kết dự án với những điều kiện mà chỉ có người say rượu mới chấp nhận. Chủ yếu là việc Trung Quốc sẽ hoàn toàn kiểm soát sử dụng cảng với hợp đồng thuê nhượng trong 99 năm. Và trong tháng 5, các nghị sĩ của Nigeria đã bỏ phiếu thông qua việc rà soát lại toàn bộ các khoản vay từ Trung Quốc cho những đề án mà Trung Quốc tài trợ. Trong bối cảnh quan ngại nổi lên chung quanh việc các phần tài trợ này kèm theo những điều khoản không thuận lợi. Ví dụ điển hình nhất về nạn nhân bẫy nợ mà Trung Quốc khởi xướng dưới chiêu bài con đường tơ lụa mới là tháng 12 năm 2017, Sri Lanka đã phải giao quyền kiểm soát cảng Hambantota cho một công ty nhà nước Trung Quốc với thời hạn khai thác vận hành tới 99 năm do nước này không thể huy động được khoản vay 1,3 tỷ đô la xây tuyến đường huyết mạch chiến lược Ấn Độ Dương. Và tờ báo The Economy đã nhận định các thiệt hại mà viêm phổi Vũ Hán gây ra cho sáng kiến vành đai và con đường đã tạo ra nhiều vấn đề cho nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc về mặt kinh tế, ngoại giao và chính trị, vì dự án này gắn chặt với uy tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là hình ảnh cảng Wanda, dự án đầu tư vành đai và con đường lớn của Trung Quốc tại Pakistan. Từ năm 2013, khi sáng kiến này bắt đầu khởi động, Trung Quốc đã cấp phát hay cam kết hàng trăm tỷ đô la tín dụng hay viện trợ để xây dựng hàng loạt nhà máy điện, cảng biển, đường sắt, đường bộ và các cơ sở hạ tầng khác ở châu Phi, châu Mỹ Latin, Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu. Và đến nay, đại dịch khởi phát từ Vũ Hán đã có nguy cơ gây thua lỗ tài chính cho Trung Quốc, vốn đang gặp muôn vàn khó khăn,
cả từ Trung Hoa đại lục, từ trong lẫn bên ngoài. Nhiều quốc gia đã dùng tiền thu được nhờ xuất khẩu hàng hóa để chi cho các đề án con đường tơ lụa. Thế nhưng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm giảm đáng kể nhu cầu về các hàng hóa này, khiến các quốc gia này mất đi nguồn thu chủ yếu để trả nợ. Không chỉ dừng ở đó, với nguồn thu đã bị thu hẹp đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, các nước con nợ của Trung Quốc còn đang khát tiền để tăng chi nội địa, tái thiết nền kinh tế. Các chuyên gia còn nhận định, đối với Pakistan và Sri Lanka, có lẽ Trung Quốc mất hy vọng thu về được số khoản nào đó trong năm 2020. Một nguồn nợ xấu khác đến từ các thỏa thuận cấp tín dụng đổi dầu lửa được Trung Quốc áp dụng và luôn bị Ngân hàng Thế giới chỉ trích là thiếu minh bạch về số tiền vay. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến thăm châu Phi vào năm 2013. Và đối với những nước đã ký thỏa thuận kiểu này với Bắc Kinh, trong đó có nhiều nước châu Phi như Angola, Nigeria, thì tình hình sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Thứ nhất, do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, nên các nước con nợ phải sản xuất nhiều hơn để trả cho Trung Quốc, song lại không đạt đủ chỉ tiêu sản lượng do dịch viêm phổi Vũ Hán. Thứ hai là do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tạm giảm trong thời gian dịch bệnh. Vấn đề đối với Trung Quốc là có nên giảm nợ như một số quốc gia chủ nợ đôi khi làm, hay là vẫn giữ nguyên số nợ và duy trì các dự án trong khuôn khổ, vành đai và con đường, càng nhiều càng tốt, bằng cách hoãn lại việc chi trả và kéo dài thời gian, gia hạn, điều đó mà Trung Quốc có thể vẫn làm. Và đối với các chuyên gia đánh giá thì dẫu sao, thì việc không trả được nợ cho Trung Quốc vẫn là điều không thể tránh khỏi. Và vấn đề đặt ra ở đây là trái với các thành viên của câu lạc bộ Paris, tập hợp các quốc gia chủ nợ lớn không đòi thế chấp khi vay để phát triển, thì theo bà Campbell Reinhardt, kinh tế trưởng sắp tới đây của Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng Trung Quốc lại đòi thế chấp trên khoảng 60% tín dụng mà họ cấp cho các quốc gia đang phát triển. Và trên nguyên tắc, một quốc gia chỉ có thể được hoãn nợ khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát một khu mỏ, một cái cảng hay khoản tiền đã thế chấp. Đây là hình ảnh Tổng thống Zambia Ega Luku đã gặp gỡ công nhân Trung Quốc. Đấy chính là lý do vì sao các ngân hàng Trung Quốc chỉ muốn đàm phán với các khoản nợ một cách song phương và kín đáo, vì như vậy họ có phương tiện gây áp lực để chọn cách xử lý có lợi cho mình. Tức là có cuộc tái đàm phán về nợ có thể sẽ kèm theo những trao đổi về chính trị. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế nhận định cách làm thậm thụt này gây nên không ít rủi ro ngoại giao cho Trung Quốc, vì đòi lấy tài sản từ những quốc gia vỡ nợ sẽ dẫn đến sự phẫn nộ từ cộng đồng dân cư bản địa, mà thiện cảm của họ đối với Trung Quốc đang ngày càng xấu đi, và đặc biệt là sau những gì Trung Quốc hành xử và dẫn đến sự lây lan virus viêm phổi Vũ Hán trên toàn cầu với những chiến dịch ngoại giao hung hăng, hiếu chiến như chiến binh sói của nước này trong thời gian đại dịch vừa qua. Theo chuyên gia Scott Morris thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu, một cơ quan tham vấn tại Washington, thì nếu Trung Quốc tịch thu các tài sản mà các quốc gia con nợ đã thế chấp, phản ứng ngược sẽ rất nghiêm trọng. Và bộ mặt thật của Trung Quốc sẽ bị lật tẩy, âm mưu bắt chẹt các nước con nợ và qua đó giành quyền kiểm soát hạ tầng cơ sở phục vụ Trung Quốc trên mặt chiến lược sẽ bị phơi bày, và hệ lụy của nó sẽ là hiệu ứng bài Trung Quốc trên toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cộng đồng đông đảo Hoa Kiều sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm không thể biết trước. Đối với ông Morris chia sẻ thì rất có thể là Bắc Kinh sẽ xử lý một cách thận trọng, và trước khi kinh tế toàn cầu phục hồi trở lại, chắc chắn số dự án mới trong sáng kiến một vành đai một con đường sẽ ít đi. Ông nhận định như sau, rất khó mà tưởng tượng được vành đai và con đường có thể giữ được mức độ tham vọng như trước đây. Và dự đoán được việc viêm phổi Vũ Hán sẽ khiến Trung Quốc phải gánh chịu món nợ xấu khổng lồ từ hơn 130 nước tham gia sáng kiến vành đai và con đường. Từ trung tuần tháng 3, Mỹ đã nỗ lực can thiệp để hai tổ chức tiền tệ thế giới là Quỹ tiền tệ thế giới IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ không trả nợ cho vành đai con đường của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hồi tháng 3 cho biết bộ này đang làm việc với các ngân hàng trên thế giới nhằm đạt được sự minh bạch về các khoản nợ mà các nước đã gánh từ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Đồng thời, ông Mnuchin khẳng định muốn đảm bảo các khoản tiền của Tổ chức Ngân hàng Thế giới và World Bank không được sử dụng để trả lại cho Trung Quốc. Ông Mnuchin nói rằng, chúng tôi cho rằng đây là điều rất quan trọng. Chúng tôi chưa bao giờ muốn dùng tiền từ hai tổ chức quốc tế này để trả lại cho Trung Quốc. Mỹ lâu nay cũng cáo buộc vành đai và con đường là một dạng bẫy nợ của Trung Quốc. Theo đó, các quốc gia tham gia sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng này sẽ mắc nợ chính phủ Trung Quốc. Và sáng kiến một vành đai một con đường là yếu tố trung tâm trong chính sách ngoại giao của ông Tập Cận Bình, được đưa ra vào cương lĩnh Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2017,
đã được cùng máy tuyên truyền đồng loạt tán dương. Hoàn Cầu Thời báo từng tung hô rằng hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến đã đạt đến cấp độ phát triển thượng thặng. Còn Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh thì khẳng định nhất đới, nhất lộ sẽ trở thành chất xúc tác cho việc vực dậy nền kinh tế toàn cầu. Nếu con đường tơ lụa mới có giá trị tới 3.800 tỷ đô la của Trung Quốc với những công sức của cả hệ thống chính trị bỏ ra trong suốt 7 năm qua bị phá sản, thì liệu ông Tập Cận Bình còn có thể ngồi ở vị trí tối cao hiện nay hay trở thành tội đồ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản tin Con đường tơ lụa mới kết liễu sự nghiệp chính trị của Tập Cận Bình. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.